nhiều cửa sổ cũng như là cửa ra vào. Và bây giờ hãy tô màu cho bức tranh này của mình với những cây bút chì màu. Mình sẽ tô những chi tiết nhỏ trước nhé. Ăn đậu làm gì? Không biết đậu, nhiều người thích ăn đậu, ăn nhiều uống rượu ấy. Chút màu tím nè, màu nâu chứ. Thank you.
về ngôi nhà 2 tầng này rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like và ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh của mình. Tạm biệt các bạn.